Vâng, em xin kính chào toàn thể tất cả các bác. Hôm nay em xin giới thiệu cho tất cả các bác nuôi ong một bộ quần áo bắt ong, chuyên bắt ong. Bộ quần áo này áo quần áo liền mũ liền nhau hết. Đây, bộ quần áo này có chất vải là vải thô, rất là dày nhưng mà rất là thoáng nhé, thoáng mát. Chiếc mũ này thì là một mũ lưỡi. Và sau đây em sẽ bảo thằng em của em mặc thử bộ quần áo này vào để cho anh em có thể ngắm và chiêm ngưỡng. Bộ quần áo này thì có mặc vừa từ những anh em có size từ 1m6 đến 1m8. Đây, thằng em của em là có chiều cao là 1m8 nhá. Nó mặc bộ này rất là thoải mái và vừa. Liền áo liền quần luôn, liền cả mũ luôn, rất là rộng, thoải mái, thoáng mát. Bộ quần áo này về cơ bản thì nó tránh ong đốt và bảo vệ cho anh em khỏi những bụi bẩn bẩn. Các bác đi vào vườn hoặc rừng ấy, thường có rất nhiều loại cây bám bụi bẩn rất nhiều. Anh em các bác mặc bộ này vào thì rất là sạch sẽ. Đây, thằng em của em đã mặc xong bộ quần áo rất là gọn gàng, vừa vặn. Đó. Vải thô rất là mềm mại. Ống tay may bo nhé, làm ong không thể chui vào được. Anh em mang theo cái găng tay đi vào là cực kỳ là yên tâm. Trước ngực là hai cái túi để anh em đựng dụng cụ bắt ong hoặc những bao thuốc lá là anh em có thể vừa đi vừa hút. Vừa mặc vừa hút. Và đây là cái lớp bên trong nhé, em sẽ tháo ra. Có khóa, anh em kéo khóa xuống. Đó, lớp bên trong cũng như lớp bên ngoài, một lớp rất là dày. Bộ này em bán giá bình dân nên do nó rẻ nên nó không được chất lượng bằng những bộ hơn triệu. Bộ này em bán chỉ giá 320.000 một bộ thôi. Đây, trước mặt trên mũ thì có cái lớp để cho thoáng khí và chống ong có thể bay vào. Đấy, anh em nhớ mặc bộ ong này thì phải mặc kín vào nhá để ong đỡ phải chui vô. Đây, kéo khóa chặt lên, kéo khóa hết cỡ luôn. Và anh em xong rồi anh em dán trước ngực để cho nó ong nó không thể vào được luôn. Để đặt hàng thì anh em có thể liên hệ với số điện thoại của mình trên màn hình nhé, 0982 510 555. Đó, các bác quyền được kiểm tra hàng, ưng ý thì nhận, không ưng ý thì có thể trả lại. Giá mình 320.000 bộ, 321.000 một bộ, chưa phù hợp phí vận chuyển. Đó, rất là kín. Đó, anh em nào mua hàng nhớ liên hệ với mình qua số điện thoại nhé, 0982 510 555. Được kiểm tra hàng, ưng thì nhận, không ưng trả lại. Anh em nhớ đăng ký kênh YouTube giúp mình và để mình ra những sản phẩm về dụng cụ bắt cá bắt